Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái loạt bài video về cực kỳ trong cái không gian OXYZ. Trong không gian OXYZ, những bài toán cực kỳ thầy chia ra làm những cái loại. Thứ nhất là liên quan đến đường thẳng. Và những cái loại cực kỳ liên quan đến mặt cầu. Và những loại cực kỳ liên quan đến đường thẳng, mặt phẳng. Và loại cực kỳ mà liên quan đến mặt phẳng thì thường là nó liên quan đến tâm tỷ cự. Thế thì trước hết, trong mỗi bài như vậy thì thầy cố gắng nêu ra được cái dạng tổng quát nha. Chứ thầy không có nêu lý thuyết ngay từ đầu. Từng bài là một dạng. Bài số 1 là bài toán cực kỳ liên quan đến đường thẳng. Cho cái đường thẳng delta có phương trình x bằng 1 cộng t, y bằng 2 cộng t, z bằng 1 cộng 2t. Và điểm m có tọa độ là 2, 1, 4. Như vậy hãy tìm điểm h thuộc delta sao cho độ dài đoạn MH là ngắn nhất. Đấy. Các em có thể bấm dừng rồi xong em làm thôi. Ở đây H thuộc vào delta sao cho MH ngắn nhất. Vậy là mình nghĩ ngay đến cái chuyện là điểm nằm trên đường thẳng, đúng không? Điểm nằm trên đường thẳng thì cái tọa độ điểm đó phụ thuộc vào tham số, đúng không? Đây, điểm H nằm trên delta thì tọa độ điểm H mình sẽ đưa nó về phương trình tham số, đều nó về thuộc phụ thuộc tham số t. Như vậy thì MH mà ngắn nhất thì mình có thể hiểu là MH ngắn nhất khi MH vuông góc với delta, đúng không? Mà MH vuông góc với delta tức là vectơ MH vuông góc với vectơ chỉ phương của delta. Vậy lúc đó ta lấy tích vô hướng MH nhân delta u delta bằng 0, mình sẽ ra được t. Có t rồi thì mình quay lại mình tìm được điểm h. Đó là một cách giải. Cách giải thứ hai, mh thì khi mà điểm h phụ thuộc vào t rồi thì mình tính độ dài luôn, tính độ dài đoạn mh ra luôn. M có rồi cho nên độ dài đoạn MH nó chỉ phụ thuộc vào T thôi. Và mình đi tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức đó bằng cái việc là đưa về bình phương hoặc là đánh giá bằng thức như thế này. Thì chúng ta bắt đầu nha. Ta có H thuộc delta, cho nên suy ra điểm H hoành độ tung độ cao độ như sau: 1 cộng T, 2 cộng T, 1 cộng 2T. Được chưa? Thì bây giờ thì tính vectơ MH. Thì vectơ MH thì lấy H trừ M, H trừ M. Như vậy là H trừ M, như vậy là T trừ 1 này. T trừ 1. Rồi 1 cộng T này, H trừ M. Rồi 2T trừ 3. Được chưa? Cách 1 thì thầy lấy độ dài đoạn MH ngắn nhất
khi và chỉ khi MH có vector MH vuông góc với vector chỉ phương của delta. Tức là vector MH nhân vector U bằng 0. Thì vector chỉ phương của delta là gì? Có tọa độ là 1, 1, 2. Vậy suy ra MH nhân T, MH nhân T, MH nhân U tức là T trừ 1 cộng cho hoành nhân hoành cộng cho tung nhân tung rồi cộng cho cao nhân cao là 4T trừ 6 bằng 0. Như vậy đây là 6T bằng 6 chia với T bằng 1. Rồi T bằng 1 thì xong rồi. Ta có được điểm H có tọa độ là 2, 3, 3. Rồi. Như vậy là ghi điểm H thỏa mãn độ dài MH ngắn nhất. Thực chất nó chính là hình chiếu của điểm H, của điểm M lên cái đường thẳng delta. Lên đường thẳng delta. Cách 2. Độ dài MH ngắn nhất thì mình tính ra MH luôn. Mình tính độ dài MH. Không ở đây thì lấy MH bình cũng được. MH ngắn nhất thì MH bình cũng phải ngắn nhất. MH bình thì là tổng bình phương 3 này. T trừ 1 bình. 1 cộng T bình. 2T trừ 3 bình. Vậy là mấy T bình? 4, 6 T bình. Chỗ này là hết T, chỗ này là trừ 12 T. Đây, 1, 2, 9 là 11. Đúng không em? Như vậy chúng ta đưa về bình phương. 6 T bình trừ 2T. Vậy thì phải cộng 1 thôi đúng không? Nó mới ra hạnh thức được. Như vậy là 6 nhân vô là 6 này. Như vậy là muốn ra 11 thì mình phải cộng thêm nhỏ 5. Như vậy là bằng 6 lần T trừ 1 tất cả bình cộng cho 5. Thì rõ ràng thằng này lớn bằng 0. Cộng với 5 thì lớn bằng 5. Như vậy là MH min là bằng MH bình bằng 5, tức là MH min là bằng căn 5. Điều này xảy ra khi cái chỗ này bằng 0. T bằng 1. Đúng không? T bằng 1. Từ đó suy ra được điểm H 2, 3, 3. Được chưa? Nếu mà em đưa về bình phương không có hay á, không có tốt á, không quen á, thì chúng ta đạo hàm. Đạo hàm rồi cho cái đạo hàm bằng 0. Ở đây là FT đi. F'T chúng ta cho là bằng 12T trừ 12. Rồi em cho cái đạo hàm này bằng 0 thì em suy ra được T bằng 1. Đấy. Nếu mà em không biết đưa về bình phương, em đạo hàm cho bằng 0 thì đó chính là cái giá trị T làm cho nó đạt cực trị. Được chưa? Như vậy thì cái bài toán tìm điểm nằm trên đường thẳng thì thường là cái điểm đó nó phụ thuộc vào T. Rồi mình có thể thay vào cái điều kiện, thay vào cái biện thức coi thử là nó đạt được giá trị nhỏ nhất, đạt được giá trị lớn nhất là bao nhiêu. Đúng không? Rồi. Tiếp theo thì qua bài số 2. Mỗi bài như vậy là một dạng khác nhau nha. Các em tiếp tục với bài số 2. Cho hai điểm A, B. A là 1, 4, 2. B là trừ 1, 2, 4.
đường thẳng delta x bằng 1 trừ t, y bằng trừ 2 cộng t, z bằng 2t. Hãy tìm điểm m nằm trên đường thẳng delta sao cho me bình cộng mb bình đạt giá trị nhỏ nhất. Như vậy thì cái bài này vẫn là điểm nằm trên đường thẳng. Điểm nằm trên đường thẳng thì mình tham số hóa nó, đúng không? Rồi mình tính độ dài ME, rồi thế vào ME bình, độ dài MB thế vào MB bình. Rồi cộng lại thì chúng ta sẽ đơn giản đi, nó sẽ ra được một cái biểu thức bậc 2 theo T. Chứ cái này không có làm nhanh giống như cách 1 của cái bài 1 được, là không phải là vuông góc với u delta nữa, đúng không? Và bài này nếu mà thầy có thay đổi cái chỗ này là số 3, ví dụ chơi sử thêm cái này số 3, chỗ này số 6, thì cách làm nó vẫn vậy hết, chẳng qua là thêm hệ số vô thôi, đúng không? Cách làm vẫn vậy. Vậy thì đầu tiên thì ta có điểm M thuộc delta này. Vậy suy ra điểm M bao nhiêu này? Hoành độ, tung độ, cao độ, đúng không? Hoành độ nó chính là 1 trừ T, tung độ nó là trừ 2 cộng T, cao độ nó là 2T. Rồi chúng ta tính vector ME và MB trước nha, sau đó tính độ dài. Vector ME này mà lấy A trừ M, lấy A trừ M, như vậy là T. Lấy A trừ M, như vậy là 6 trừ T. Lấy A trừ M, vậy là 2 trừ 2T. Tính vector MB này, lấy B trừ M, trừ 2 cộng T. Rồi B trừ M 4 trừ T, B trừ M 4 trừ 2T. Thì bây giờ chúng ta tính biểu thức ME bình cộng MB bình, thì đặt đó là biểu thức T nha. Nó bằng ME bình cộng cho MB bình. Thế thì thay vào ME bình tổng bình phương ba cái này này, thay vì ME thì phải có cái căn, ME bình thì mất căn, vậy là bằng T bình cộng 6 trừ T bình cộng 2 trừ 2T bình. Rồi cộng tiếp MB bình trừ 2 cộng T bình, tức là T trừ 2 bình cộng 4 trừ T bình cộng 4 trừ 2T bình. Rồi chúng ta tính mình lưu gọn, thu gọn lại. Rồi qua đây nha, thu gọn lại như vậy là bằng mấy T bình? 4, 6 T bình, ở dưới 6 nữa là 12 T bình, đúng không? Trừ 12 này, trừ 12 trừ 8 này, trừ 8 T, chỗ này là trừ 4 T, trừ 8 T, trừ 16 T. Như vậy là trừ 20, trừ 40, trừ 48 T, đúng không? Rồi bây giờ số tự do này, 36 với 4 là 40, 40 cho này 16, 16 là bằng 32, 32 với lại 4 là 36, 36 với lại hồi nãy là 40, 76, đúng không? 36 với lại hồi nãy là 40, đúng rồi, 76. Rồi mấy em nào không đưa được về bình phương thì mấy em đạo hàm nha.
đạo hàm là xong cho t bằng không, cho t phẩy bằng không, rồi từ đó tìm ra được điểm t. Ở đây thầy đưa được về bình phương làm luôn này, 12. Thế thì t bình trừ cho mấy? 4 t phải cộng mấy mà cộng 4 đúng không? Như vậy là mình nhân vô là 48, lấy 76 mà trừ đi 48 thì còn lại là gì? 28 đúng không? 28 đúng rồi, cộng 28 đấy. Như vậy nó chính là 12 nhân với t trừ 2 tất cả bình cộng với 28 đúng không? Như vậy t lớn bằng 28, anh này lớn bằng 0 thì cộng lại lớn bằng 28. Như vậy t min là bằng 28. Điều này xảy ra khi nào? Khi mà t trừ 2 bằng 0, tức là t bằng 2. T bằng 2 thì thay vào ta được cái điểm m, đó là gì? Trừ 1, 0, 4. Trừ 1, 0, 4. Nếu em nào không đưa được về bình phương như nãy thầy nói thì chúng ta có thể đạo hàm ngay đây. T phẩy là bằng 24 trừ 48 T, 24 T trừ 48 nhé, cho nó bằng 0, vậy ra ngay là T bằng 2. Thì lấy T bằng 2 thay vào, được chưa? Thế thì ở đây một cách tổng quát, nếu mà cái biểu thức T mà nó có dạng là alpha nhân cho m e bình cộng beta nhân cho m b bình thì chúng ta vẫn giải bình thường như vậy, y chang vậy luôn. Trong đó alpha và beta nó là hai hằng số mà, giải y chang như vậy. Không quét hơn. Rồi tiếp theo bài số 3. Alo. Tiếp theo em. Rồi đến với bài số 3. Cho đường thẳng D, cho đường thẳng D x bằng trừ 1 cộng 3T, y bằng 2 trừ 2T, z bằng 2 cộng 2T. Hai điểm A và điểm B. Điểm A là 1, 2 trừ 1. Điểm B là 7 trừ 2, 3. Tìm điểm M thuộc D sao cho biểu thức T bằng MA cộng MB đạt giá trị nhỏ nhất, tức là đạt min. Như vậy là điểm M thuộc D thì tọa độ điểm M phụ thuộc vào một ẩn, đúng không? Thì khi đó cái biểu thức T này sẽ tính ra theo T, T nhỏ đó, nhưng mà nó sẽ có dạng là độ dài cộng độ dài, tức là nó sẽ có dạng là căn cộng căn. Thì mấy em lưu ý cái công thức này, để đạt giá trị nhỏ nhất thì chúng ta phải sử dụng công thức này. Đó là vector U độ dài vector V cộng lại thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng độ dài U cộng V. Đó. Độ dài vector U cộng độ dài vector B V thì lớn bằng độ dài U cộng V. Nó ngược lại là module hay là độ dài vector tổng nhỏ bằng tổng độ dài. Như vậy thì với vector U mà có tọa độ bằng A nhỏ B nhỏ, vector V có độ dài bằng C nhỏ, tọa độ C nhỏ D nhỏ thì chúng ta tính A cộng C U cộng V sẽ là gì? A cộng C B cộng D. Như vậy khi đó cái đẳng thức sau này thực ra được một công thức, bằng thức này tương đương với một bằng thức, đó là căn bậc 2 A bình cộng B bình, đúng không? Module U này căn bậc 2 A bình cộng B bình. Module V là căn bậc 2 C bình cộng D bình. Nó sẽ lớn bằng căn bậc 2 module U cộng V chính là A cộng C tất cả bình cộng cho B cộng D tất cả bình. Đấy. Đây chính là bất đẳng thức gộp hai dấu căn hay là gộp hai mô đun. Gộp hai mô đun. Dấu bằng xảy ra khi nào? Chúng ta thấy là dấu bằng xảy ra khi U và V cùng hướng,
U và V cùng hướng. Tức là U bằng K lần V. Trong đó K phải dương em. U bằng K lần V mà K phải dương. Điều này tương đương với U bằng K lần V mà K phải dương, tức là hoành chia hoành bằng tung chia tung, nhưng mà phải mang dấu dương. Đấy. Mang dấu dương, được chưa? Vậy là thầy sẽ sử dụng công thức này nha, để ra được cái độ dài ngắn nhất. Công thức này thầy gọi nó là công thức cộng gộp căn, gộp căn lại với nhau, được chưa? Ta bắt đầu, ta có cái điểm M đó nó thuộc G. Vậy suy ra là điểm M có tọa độ là trừ 1 cộng 3T, 2 trừ 2T, 2 cộng 2T. Đúng không? Thì đi tính vector MA. Lấy A trừ M. A trừ M tức là 2 trừ 3T. A trừ M tức là 2T. A trừ M tức là 1 trừ 2T. Thì đi tính vector MB là lấy B trừ M mà lại là 8 trừ 3T. B trừ M như vậy là trừ 2 trừ 4 cộng 2T, tức là 2T trừ 4. B trừ M 1 trừ 2T. Đấy. Ở đây nó không có bình phương cho nên là nó cũng vẫn còn dấu căn như vậy. Tức là biện thức T nó bằng MA cộng MB. Và người ta yêu cầu là tìm giá trị nhỏ nhất, nó lớn bằng, đúng không? MA cộng MB thì bằng tiếp này, căn bậc 2. Tổng bình phương ba cái này. Vậy là 2 trừ 3T tất cả bình, cộng 4T bình, cộng cho 1 trừ 2T tất cả bình. Đó là MA. Cộng tiếp MB mấy. MB là căn bậc 2, tổng bình phương ba cái này, 8 trừ 3T tất cả bình, cộng cho 2T trừ 4 tất cả bình, cộng cho 1 trừ 2T tất cả bình. Đây. Chúng ta lấy giấy ra chúng ta thu gọn lại giùm em. Lấy thu gọn lại. Em thu gọn lại thì hai dấu căn cộng lại chứ nha. Chứ không phải là nó sẽ là căn cộng với căn. Được chưa? Mình lấy giấy ra thu gọn lại. Ghi kết quả vào. Alo. Các em điều chỉnh lại giùm thầy giúp chỗ này không em? Đây. Dạ. Cái chỗ này nó là MA, tính bị nhầm xíu. Em. MA thì vector A, điểm A trừ M thì cái chỗ này nó phải là trừ 1, trừ 2, là trừ 3, trừ 3, trừ 2T, trừ 3 em em. Trừ 3, trừ 2T thì chỗ này nó thu gọn đi, nó là 3, bình lên là 3 cộng 2T, tất cả bình. Rồi đó. Điều chỉnh lại giùm thầy nha em. Sau khi thì rút gọn ra thì thấy là nó bị sai chỗ này. Rồi. Thì sau khi rút gọn nó sẽ ra là phía trước nó sẽ ra là căn 10 là 17T bình cộng cho 13. Đúng không? Ở phía sau nó là căn của 17T bình trừ cho 68T cộng 17T bình trừ cho 68T cộng với 81. Đúng không em? Được chưa? Rồi.
Và nhớ là chúng ta sẽ dùng cái bất đồng thức gộp dạng này, dạng này căn bậc 2 A bình cộng B bình cộng căn bậc 2 C bình cộng D bình thì lớn bằng căn bậc 2 A cộng C tất cả bình, rồi B cộng D tất cả bình. Muốn như vậy thì em phải đưa nó về dạng là bình phương cộng bình phương. Đó. Dấu bằng xảy ra khi mà A chia C nhưng mà bằng B chia D và phải là số dương. Đó. Giờ bây giờ thì đưa này. Cái này thì bình phương cộng bình phương là dễ rồi nè. Tiếp tục nha. T bằng bình phương tức là căn 17 T tất cả bình cộng 13 tức là căn 13 T tất cả bình. Đúng không? Rồi phía sau mấy em đưa về dạng hàng đẳng thức, đó là căn 17 T căn 17 T trừ 8 phần căn 17 8 phần căn 17 à không, phía sau đó là căn 2 căn phía sau đó là đây đây thì biến đổi cho mấy đứa thấy nha. Căn 17 T này trừ 68 là 2 nhân 2 căn 17 T này. Đúng không? Rồi đây là tất cả bình này. Rồi cộng cho A bình này mấy em. Cộng cho 2 lần AB này. Đúng không? 2 nhân 4 nhân căn 10 nhân 17 này ra 68. Đó. A bình trừ 2 lần AB. Đó. Cộng B bình là bằng 4 nhân 17 là bằng 68. Rồi. Vậy là 81 mà trừ đi 68, 81 trừ đi 68 thì nó còn lại là 13. Đó. Thì đang biến đổi cái này này, nó bằng cái này. Đúng chưa? Thì vậy nó chính là căn 17T trừ 2 căn 17 tất cả bình. Rồi, cộng với căn 13 tất cả bình. Nhưng mà thầy không để như thế này. A trừ B tất cả bình mà phải để ngược lại B trừ A tất cả bình. Đây, nó bằng 2 căn 17 trừ căn 17T tất cả bình rồi cộng cho căn 13 tất cả bình. Cái tại sao như vậy? Nếu em để như thế này nha. Nếu em để như thế này, em áp dụng cái công thức A bình cộng B bình lớn bằng C bình cộng D bình thì A cộng C, A này, đây là A này mấy em, cộng với C là cộng cái này, nó có mất T không? A cộng C này, A cộng C trong trường hợp này nó sẽ không bị mất T, không bị mất T, cho nên thì phải để ngược lại. Thay vì nó thằng này là A trừ B bình thì phải để ngược lại là B trừ A bình. Thì bây giờ A cộng C thì nó mới mất T. Đó, đó là lý do nha. Thì xóa bảng cái như này. Như vậy là ta sẽ áp dụng công thức gì nè? Ta sẽ áp dụng công thức là A này, A bình cộng B bình này, đúng không? Lớn bằng C bình cộng D bình em. Lớn bằng căn bậc 2 A cộng C tất cả bình. Anh này cộng với anh này tất cả bình, đúng không? Anh này cộng với anh này tức là căn 17T cộng với 2 căn 17 trừ căn 17T. Đó là A này cộng C tất cả bình. A cộng C tất cả bình. Cộng tiếp B cộng D tất cả bình. Hai đó cộng nhau là 2 căn 13 tất cả bình. Đó. Vậy là lớn bằng nhiêu? Vậy là mất căn 17T chưa? Mất căn 17T. Còn lại là căn 2 căn 17 tất cả bình, tức là 8 à 68. Đúng không? 4 x 17 68 đúng không? 4 x 17
Đúng rồi. Rồi 2 căn 13 tất cả bình là 4 nhân 13. 4 nhân 13 là 42. 52. 52. Vậy tóm lại cái chỗ này là căn 120. 120. Rồi. Như vậy là cái bị thước T lớn bằng căn 120 em. Như vậy thì bị thước T đạt min là bằng căn 120. Cái dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi mà A chia C em bằng gì? B chia D. Dấu bằng xảy ra khi dấu bằng T min nó là bằng căn 120 khi và chỉ khi A chia C, tức là căn 17 nhân T. Chia C là chia đây, 2 căn 17 trừ căn 17 nhân T bằng B chia D mấy. B chia D và phải mang dấu dương. B chia D phải mang dấu dương, tức là B chia D dương này, tức là căn 13 chia căn 13 thì đó chính là bằng 1 rồi, đúng không? Bằng 1. Như vậy thì ra được là đơn giản cái căn 17 này đi, T chia T trừ 2, 2 trừ T bằng 1. Như vậy nhân chéo lên thì nó chính là T bằng 1. Ra T bằng 1. Rồi. Như vậy là thay T bằng 1 này, đúng không? Thay vào điểm M kia thì thầy ra được điểm M đó là gì? 2 0 4. 2 0 4. Đấy. Như vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta sử dụng mất thức cộng gộp hai cái mô đun. Thì xóa chỗ này thì ghi lại nha. Vậy cái mất thức này nó áp dụng trong trường hợp này đó là căn A bình cộng B bình cộng căn C bình cộng D bình lớn bằng, đúng không? Lớn bằng căn A cộng C tất cả bình cộng B cộng D tất cả gì? Tất cả bình. Nhớ nha, dấu bằng xảy ra khi khi A chia C bằng B chia D, phải mang dấu dương nha. Phải mang dấu dương. Như vậy thì như hồi nãy cái kỹ thuật hồi nãy thì nói lại là nếu mà em để dưới dạng là căn 17T trừ 2 căn 17 á, thì nó sẽ cộng lại, nó sẽ không mất T. Không mất T thì không có được. Không mất T là không được. Đấy. Nó phải mất T mới được. Thấy chưa? Cho nên là mình phải đảo lại là B trừ A để cho nó có dấu trừ cái này, mất đi T. Cái thứ hai mấy em để ý này, đây là cái biểu thức này nó là nó chỉ chẳng qua là một cái biểu thức theo T thôi. Vậy thì em có thể nghĩ đến cái cách là mốt 7, cách 2 trong bài này. Nếu mình làm trắc nghiệm thì em có thể mốt 7, mốt 7 quét từ trừ 9 đến 9. Star là trừ 9, N là 9. Step là 1. Và em tìm cái chỗ mà nó đạt nhỏ nhất, đạt thấp nhất thì nó sẽ ra được T bằng 1. Em thử làm được đúng không? Đấy. Thì trong bài này đánh giá bất định thức là một cách, sau đó là dùng cái chức năng mod 7. Nó không giống như những cái bài mà 1, bài 2 là nó ra cái bình phương liền, mà nó là hai cái mô đun cộng lại, hai cái độ dài cộng lại thì nó hai dấu căn ở giữa nó ngăn cách. Đây là cái bị bất thức mà rất hay dùng khi mà bị dấu căn nó ngăn cách nha. Rồi nha em. Rồi, các em tiếp tục
đến với bài số 4 nha. Cho B điểm A 2, 3, 0, B 0 trừ căn 2 0 và điểm M 6/5 trừ căn 2 2. 6/5 trừ căn 2 2. Rồi. Và đường thẳng D, và đường thẳng D có phương trình x bằng t, y bằng 0, còn z thì bằng 2 trừ t. Như vậy thì điểm C thuộc đường thẳng D sao cho chu vi tam giác ABM, xin lỗi, ở đây là chu vi tam giác ABM. À xin lỗi, ABC đúng rồi. Chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. Điểm C mà thuộc đường thẳng D sao cho tam giác ABC nhỏ nhất thì độ dài CM bằng bao nhiêu? Nghĩa là mình phải tìm ra được điểm C thì mình mới tính được độ dài CM. Thì điểm M này chỉ có vai trò là để tính ra được độ dài thôi. Thế thì ở đây chúng ta phân tích 4 đáp án ABCD nha. Có 4 đáp án như thế này: 2 căn 3, 4, 2, 2 căn 6, 9, 5. Đó là độ dài CM đấy. Bây giờ chúng ta phân tích bài toán này. Như vậy thì điểm này là điểm nằm trên đường thẳng này, đúng không? Điểm nằm trên đường thẳng này. Vậy thì điểm C nằm trên đường thẳng thì tất nhiên là mình sẽ cho nó phụ thuộc vào T rồi. Rồi. Ở đây nó hỏi về chu vi. Thì tam giác thì thường hỏi chu vi hay là hỏi diện tích thôi em. Nhưng mà tam giác CAB hay là ABC thì cái chu vi của nó bằng gì? Bằng ba cạnh cộng lại, đúng không? Tức là chu vi nó sẽ bằng là CA cộng CB rồi cộng cho AB, đúng không? Như vậy thì độ dài AB này thầy không cần tính, vì cái độ dài AB này A cố định, B cố định thôi. Thì độ dài AB này nó là một hằng số thôi, đúng không? Như vậy thì thật ra thì cái tổng này nhỏ nhất, cái chu vi nhỏ nhất khi mà cái tổng T bằng CA cộng CB nhỏ nhất, đúng không? Mà CA cộng CB nhỏ nhất thì nó giống như cách làm của bài số 3 nãy. Đấy. Như vậy thì sử dụng bài này, chúng ta lại sử dụng cái bất định thức hồi nãy. Nhắc lại nè, đó là căn A bình cộng B bình cộng với căn C bình cộng D bình thì lớn bằng căn A cộng C tất cả bình cộng B cộng D tất cả bình. Lưu ý là dấu bằng xảy ra khi A chia C bằng B chia D và phải lớn không? Và phải lớn không? Được chưa? Rồi chúng ta vào làm bài ha. Bắt đầu thầy tham số hóa điểm C trước. Ta có điểm C thuộc vào đường thẳng D. Vậy suy ra là tọa độ điểm C như sau. Đó là T này, 0 này, 2 trừ T này, đúng không? Chúng ta tính vectơ CA bằng lấy A trừ C em, 2 trừ T, 3 trừ 0, 0 trừ đây đây, vậy là T trừ 2. Ta tính vectơ CB em, CB thì lấy là B trừ C, B trừ C, vậy là trừ T này, trừ căn 2 này. Rồi, anh này trừ anh này là T trừ 2 này. Đúng nha. Như vậy thì vì ở đây chúng ta thấy là chu vi của tam giác ABC min, tức là nhỏ nhất khi và chỉ khi biện thức T bằng CA cộng CB nhỏ nhất. Bởi vì chu vi thì chẳng qua là bằng tổng ba cạnh thôi,
tức là xe A cộng xe B và cộng cho AB. Nhưng mà độ dài AB nó là hằng số rồi, cho nên không cần quan tâm đến độ dài AB nữa. Vậy thì chu vi nhỏ nhất khi mà cái tổng này là nhỏ nhất đó, thì cái tổng này chúng ta tính ra coi. Tiếp tục nha, T bằng cái tổng đó chính là bằng căn bậc 2 CA, thì căn bậc 2 tổng bình phương này 2 trừ T tất cả bình cộng cho 9 cộng cho T trừ 2 tất cả bình, đúng không? Ở dưới thì sao? Cộng cho căn tiếp này T bình cộng 2 cộng cho T trừ 2 tất cả bình. Đấy. Bây giờ mình đơn giản cái trong những ngoặc trước đi, thu gọn lại, nó bằng căn T bình với T bình là 2 T bình này, 2 T bình trừ 4 T trừ 4 T nữa là trừ 8 T, 4 với 4 là 8, 8 với 9 17. Đây. Ở phía sau nó chính là căn 2 T bình, đúng không? 2 T bình trừ 4 T, 4 với lại cộng 2 nữa là cộng 6. Rồi. Bây giờ chúng ta đưa về dạng bình phương em. Đưa về dạng bình phương cộng với bình phương. Chứ để như vậy là không có được. Nó phải có dạng là tổng của hai cái bình phương này. À, tổng của hai bình phương đó. Thì bây giờ đưa hằng thức thôi. Vậy cái này nó chính là gì nè? Căn. Căn 2. Căn 2T tất cả bình. A bình đó, trừ 8 tất cả là 2. Nhân căn 2T. Rồi nhân mấy nữa ra 8. Nhân 2 căn 2. Cái đúng không? Rồi. Cộng với anh này bình phương là cộng với 8. Như vậy là 17 mà cộng với 8 thì còn lại là trừ 8, 17 trừ 8 là còn lại là cộng 9. Đấy. Rồi cộng cho căn. Thằng này nó chính là căn 2T tất cả bình này. Trừ 4 nó chính là gì? Nó chính là 2 nhân với căn 2T. Vậy thiếu gì? Thiếu căn 2 đúng không? Thiếu căn 2. Đó. Thế thì căn 2 tiếp tục bình phương lên. Căn 2 bình lên là bằng căn 2 bình lên là 2 cộng với 2. Đúng chưa? Cộng với 2 thì vậy là mình phải trừ đi 2. 6 trừ đi 2 là còn lại là 4. Đấy. Như vậy nó ra hằng thức gì đây? Phía trước nó là căn của gì? Căn 2T tất cả bình trừ cho 2 căn 2 tất cả bình cộng 9. 9 tức là gì? À, là 3 bình phương. Đúng không? 3 bình phương. Đấy. Phía sau này, phía sau nó chính là căn 2T. Căn 2T trừ cho căn 2 tất cả bình cộng với, đây là 2 bình phương, đúng không? 4 là 2 bình. Đấy. Nó phải có dạng là A bình cộng B bình, bên là C bình cộng D bình. Đấy. Thì nó lớn bằng gì? Lớn bằng, nếu mà em để như thế này thì hai cái thằng A cộng gì? A cộng C tất cả bình. A này, đây là A này, đây là C này. A cộng C tất cả bình thì nó sẽ không mất T. Cho nên mình phải khôn ngoan mình đảo lại. Để thay vì mình viết A trừ B thì mình viết là B trừ A. Để đảo lại chỗ đó chút nha. Rồi. Nãy là căn 2T trừ căn 2. Thì bây giờ ta đảo lại là căn 2 trừ căn 2T. Tất cả bình như nhau thôi. Vậy đây là A này. Đây là C này. Đây là B này. Đây là D này. À, áp dụng công thức cho lớn bằng căn
A cộng C tất cả bình. Vậy có phải là mất không? Mất, mất T là đúng không? Còn lại là trừ 2 căn 2 cộng căn 2 là trừ căn 2 tất cả bình. Cộng B cộng D tất cả bình, tức là nhiêu? 3 cộng 2 tất cả bình, tức là 5 bình. Như là căn 27, 25 với 2, 27 đúng không? Đó. Nhưng mà quan trọng dấu bằng xảy ra khi nào, đúng không? Vậy T min khi, khi đó là A chia C. A chia C tức là gì? Căn 2 T trừ 2 căn 2 chia cho C tức là căn 2 trừ căn 2 T bằng B chia D là phải dương, tức là 3 phần 2. 3 phần 2 dương là đúng không? 3 phần 2 dương đúng không? Vậy chúng ta giải ra tiếp, đơn giản mất đi. Vậy là T trừ 2 chia cho 1 trừ T bằng 3 phần 2. Vậy T bằng mấy đây? Giải ra T coi, 2T trừ 4 bằng 3 trừ 3T. Vậy là 5T, T bằng 5 phần 7, T bằng 7 phần 5 nhé. 5T bằng 7, T bằng 7 phần 5. Được chưa? Thì với T bằng 7 phần 5 thì mình thế vô mình tìm điểm C thôi. Thì T bằng 7 phần 5 thì thế vô, ta tìm được điểm C, thế vô đây. 7 phần 5, 0. Suy ra điểm C 7 phần 5 0 và 3 phần 5. Đúng rồi, 3 phần 5. Từ đó mình tính ra được độ dài có C rồi này, có M rồi này. Vậy độ dài CM bằng căn bậc 2, lấy M trừ C hay là C trừ M tất cả bình gì đó cũng được, 1 phần 5 tất cả bình này cộng với 0 trừ căn 2 tất cả bình là 2 này, cộng với 3 phần 5 trừ đó là 4 phần 5, 2 trừ đi 3 phần 5 là 10, 10 trừ 3 là 7, 7 phần 5 tất cả bình là 49 phần 25. Rồi, đáp án, đáp án là bằng 2, đúng không? Bằng 2, 49, 50, 50 là 2, đúng rồi, bằng 2, CM bằng 2, được chưa em? Đáp án C. Thì đó là một cái bài toán về độ dài tổng của hai cái dấu căn. Thì em chỉ quyền làm quen cho nó thuần thục thôi em. Thì ở đây cái điểm C nó nằm trên đường thẳng, nó làm cho cái diện, cái chu vi đó đạt giá trị là nhỏ nhất. Thì bây giờ thật ra thì chu vi nhỏ nhất thì cũng nó chính là cái tổng hai cạnh cộng lại nhỏ nhất thôi, bởi vì cái cạnh thứ ba nó cố định. Bây giờ mình thử là trong trường hợp mà nếu mà nó làm cho diện tích nhỏ nhất thì sao? Suy nghĩ thử coi, CAB mà diện tích nó nhỏ nhất. Chúng ta qua thử bài số 5 nha. Tiếp. Làm bài cẩn thận nha, coi lại. Alo. Đã đến với bài số 5. Bài số 5 như sau. Cho cái đường thẳng D có phương trình là x bằng 2 cộng T, hả? Y bằng 4 cộng T, Z bằng trừ 2. Điểm A có tọa độ là 1, 2, 3. Điểm B có tọa độ là 1, 0, 1. Đó. Hãy tìm điểm M thuộc đường thẳng D sao cho tam giác MAB có diện tích nhỏ nhất. Tam giác MAB có diện tích là nhỏ nhất. Như vậy thì ở đây nó có yếu tố liên quan đến diện tích, đúng không? Như vậy thì cái diện tích của tam giác chúng ta áp dụng trong trường hợp này là cái gì? Diện tích của tam giác áp dụng trong trường hợp này là cái gì? Thì ở đây theo công thức tính diện tích tam giác mà sử dụng ứng dụng của tích cao hướng thì diện tích của tam giác ví dụ như là tam giác MAB đi thì nó là 1 phần 2
độ dài tích có hướng, đó là MA nhân MB. Nhưng mà ở đây cái điểm M là nó phụ thuộc vào T. Nếu mà em để MA nhân MB như vậy á, thì T nó sẽ rất là nhiều. Vậy mình phải khôn ngoan đi, mình không nên để MA nhân MB, mà mình để nó sẽ cái dạng là AM nhân AB hoặc là AB nhân AM gì đó. Đó, thì nó sẽ bớt T đi, bớt T. Và tất nhiên lúc đó cái phép toán nó cũng dễ hơn. Như vậy thì diện tích này nó sẽ bằng cái độ dài này. Vậy thì chẳng qua nó là độ dài của một vector thôi mấy. Và độ dài của một vector thì nó chính là căn bậc 2 gì đó. Thì khi đó nó đưa được về dạng bình phương. Được chưa? Thì hướng làm như vậy. Đấy. Như vậy điểm M ở đây ta có này. M thuộc D. Như vậy suy ra tọa độ điểm M này. X của nó là 2 cộng T này. Y của nó là 4 cộng T này. Z của nó là trừ 2. Được nha. Ở đây thầy tính luôn cái tờ AB với M. Tính cái tờ AB trước đi. Là lấy B trừ A. Như vậy là 0 này. Trừ 2 này. Trừ 2 này. Rồi tính vector AM này. Là lấy M trừ A này. 1. 1 cộng T này. 2 cộng T này. Gì nữa? Trừ. Trừ 5. Được chưa? Như vậy từ đó thì suy ra thì ghi thêm là cái cột đầu tiên là 0 với là 1 cộng T. Như vậy tích có hướng AB nhân AM bằng gì? Tích cơ hướng AB nhân M. Hoành độ thì chia hoành độ này. 10 cộng 4 cộng 2T. Đúng không? Đúng rồi. Như vậy là bằng 14 cộng 2T này. Đó là hoành độ. Tung độ chia tung độ này. Đây nhân đây trừ đây nhân đây. Như vậy là trừ 2 trừ 2T. Cao độ chia cao độ này, không nhân đây trừ đây là 2 cộng 2T. Rồi. Như vậy thì chúng ta tính được cái độ dài chưa? Như vậy diện tích của tam giác MAB nó bằng 1/2 độ dài tích có hướng AB nhân AM. Vậy là bằng 1/2. Độ dài chính là căn bậc 2 này. 14 cộng 2T tất cả bình này. Anh này bình là 2 cộng 2T tất cả bình này. Rồi chỗ này là 2 cộng 2T tất cả bình. Các em rút gọn ra đi. Vậy là bằng tiếp 1/2 căn 4 là 8 với 4 nữa là 12T bình cộng với chỗ này 8 với 8 nữa là 16 chỗ này là 16 nhân với cộng với 4 nhân 14 cộng với kia là 16 đúng không? 72T. Rồi còn lại hệ số tự do này, 14 bình là 196 cộng với 44 là 8. 204. Rồi. 204. Rồi, chúng ta đưa nó ra, bây giờ thì có thể là đạo hàm cũng được mấy. Đạo hàm thì tìm được ngay T thôi. Cái giá trị diện tích này nhỏ nhất khi mà cái biểu thức này đạt giá trị nhỏ nhất. Đạo hàm tức là cho thằng này này, cho đạo hàm đó là 24T cộng cho 72. Vậy thì nghiệm sẽ là bằng 0 khi mà T bằng 72 chia 24.
24, vậy là T là bằng trừ 3. Trừ 72 chia 24 trừ 3. Đó. Bây giờ mình coi thử đưa về nó giống không nha. 1 phần 2 căn. Nó là 12 đặt ra ngoài. Thì còn lại là T bình cộng 6T đúng không? Thì phải cộng 9. Nó mới ra hàm công thức đúng không? Rồi. Thế thì 12 nhân 9. 12 nhân 9. Rồi trừ đi 204. 204 trừ đi. Vậy là cộng thêm 96. Rồi. Như vậy nó ra là cái diện tích nó bằng 1 phần 2 tích đúng không? Căn bậc 2 12 nhân T cộng 3 tất cả bình cộng với 96 thì rõ ràng quá rồi. Lớn bằng này, thằng này lớn bằng 0 này, lớn bằng 1 phần 2 căn 96 và bằng nhiêu đó kể đó. Như vậy cái diện tích đạt giá trị nhỏ nhất khi mà anh này bằng 0. S min khi và chỉ khi T bằng trừ 3. Nghe giống kết quả chưa? Rồi. T bằng trừ 3 thì mình thay vào đâu? Đây. Vậy là điểm M chưa? Điểm M sẽ là trừ 1. 1. Trừ 2. Trừ 1. 1. Trừ 2. Đáp án là A. Trừ 1. 1. Trừ 2. Đáp án này. Đó. Đối với cái bài diện tích thì chúng ta xử lý như vậy. Diện tích thì nó thực ra là nó hù dọa thôi. Chúng ta áp dụng công thức tính 1 phần 2 độ dài tích cơ hướng nào ra. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý này. Bài này nếu mà nó cho đề theo kiểu này thì mình có thể làm theo kiểu ngược lại được. Tức là thay vào tư duy ngược. Tức là điểm M nó phải nằm trên đường thẳng D. Thì bây giờ mình kiểm tra thử là 4 điểm M này á, à, là có điểm M nào nằm trên đường thẳng D. Nếu mà nó không nằm D thì mình loại cái đáp án đó, loại được bước đáp án. Sau đó mình kiểm tra cái diện tích thì mình tính diện tích ra. Cứ mỗi một đáp án mình tính một cái diện tích, bốn cái diện tích. Như vậy mình so sánh thằng nào đạt giá trị nhỏ nhất thì đó chính là đáp án thỏa đề. Được chưa? Đó, đó là tư duy ngược. Rồi nha. À, chúng ta đến bài số 6. Cho 3 điểm A trừ 1, 1, 1. Điểm B 1, 1, 2. Điểm C trừ 2, 1, 1. Và đường thẳng D X bằng 1 cộng T, Y bằng 1 cộng 2T, Z bằng T. Hãy tìm điểm M thuộc đường thẳng D sao cho giá trị của biểu thức T bằng 2MA bình cộng 3 lần MB bình trừ 4 lần MC bình đạt giá trị nhỏ nhất. Trong đó đáp án A điểm M là 110. Đáp án B điểm M là 352. Đáp án C điểm M là 594. Và đáp án D điểm M là 10-1. Nếu mấy em có thể dừng lại một chút, mấy em tua lại cái bài số 2. Bài số 2 thì thầy để giải một cái bài số 2 nó tương tự như bài này thôi. Cách giải, bởi vì cái chỗ này nó có cái bình phương này. Nó có cái bình phương. Cho nên thật ra thì cách giải của nó tương tự bài số 2 thôi, không có gì hết cả. Đúng không? Nhưng mà nó đang chẳng qua nó tăng thêm một cái đại lượng thôi. Bởi vì cái bình phương đó nó làm mất đi dấu căn. Cho nên là khi mà mình tính độ dài, mình bình phương mất căn như vậy, nó chỉ còn lại là bậc 2 thôi. Tổng hay là hiệu của tất cả các này thì đều nó ra là bậc 2 chứ không có gì cả. Đúng không? Đấy. Thì cái gì bài này nó thầy giải bình thường. Trong cái video này thì giải bình thường. Lát nữa mình sẽ giải qua một cái video khác. Để sợ mày thời gian nhiều quá mấy đứa coi đỡ ngán thì qua một cái video khác. Thì giải cách này nó sẽ bằng phương pháp thứ hai là phương pháp tâm tỉ cự. Thì mấy đứa sẽ thấy cái hay của tâm tỉ cự nha. T
Tự nhiên trước khi giải chúng ta thấy là có thể giải theo kiểu là tư duy ngược, giống như cái bài số 5 hồi nãy, là chúng ta thay cái điểm M và có thể là thuộc D không. Nếu mà thuộc D thì mình loại, anh nhận để yên đó, còn không thuộc thì mình loại bớt đi. Sau đó mình tính các cái độ dài, cái độ dài nào nhỏ nhất thì mình lấy. Đó bạn, đó là phương pháp giải ngược. Rồi, bây giờ chúng ta giải theo kiểu là tham số hóa bình thường ha. Bắt đầu. Trước hết thầy có gì? Điểm M nằm trên gì? Trên D. Như vậy suy ra là điểm M có tọa độ là 1 cộng T này, 1 cộng 2T này, và T, đúng không? Chúng ta tính ba cái vector MA, MB, MC đây. Thật ra thì không tính thì cũng được, nhưng mà tính thì từ từ thì nó chắc thôi. Đứa nào mà quen không tính thì cũng được nha. MA thì bằng gì? Lấy A trừ M mới. Như vậy là trừ 2 trừ T. Lấy A trừ M, như vậy là trừ 2T. Lấy A trừ M, như vậy là 1 trừ T. Tiếp MB bình vector MB, lấy B trừ M trừ T, B trừ M trừ 2T, B trừ M 2 trừ T. Tiếp MC, lấy C trừ M trừ 3 trừ T, lấy C trừ M trừ 2T, C trừ M 1 trừ T. Rồi, như vậy thì chúng ta thay vào cái biểu thức T mới. Thay vào T, hai lần MA bình. MA bình thì chính là 3 thằng này bình cộng lại, mất căn rồi. Căn mà bình lên là mất căn rồi. MA bình như vậy là 2 cộng T tất cả bình, cộng 4T bình, 1 trừ T tất cả bình. Đó, đó là MA bình. Cộng với 3 MB bình. MB bình thì 3 này bình này, đúng không? T bình cộng 4T bình cộng với 2 trừ T tất cả bình. Trừ đi 4MC bình, 4MC bình. MC bình thì nó chính là tổng bình phương 3 này. Vậy là 3 cộng T tất cả bình, cộng 4T bình, 1 trừ T tất cả bình. Rồi, thì mấy em thu gọn lại ha. Thu gọn lại. Thì bấm dừng thì thu gọn xong thì ghi kết quả lại nha. Mấy em thu gọn lại đi. Rồi sau khi mà thầy rút gọn ra thì nó ra là, các em kiểm tra giùm thầy nha, T bằng 6T tất cả bình trừ 24T này. Được chưa? Trừ cho 18. Rồi, vậy chúng ta đưa về dạng bình phương mang, đặt 6 ra này. Còn lại là T bình trừ 4T, vậy mình phải cộng 4 rồi đúng không? Cộng 4 mới ra hình thức đúng không? Vậy là 6 nhân với 4 là bằng 24, vậy mình phải trừ lại 24. Trừ 24 trừ tiếp 18 là trừ 42 đúng không? 24 trừ 18 trừ 42, đúng rồi. Như vậy nó ra là 6 lần T trừ 2 tất cả bình trừ cho 42, đúng không? Như vậy là T lớn bằng trừ 42. Bởi vì thằng này lớn bằng 0. Đấy. Vậy là T min là bằng trừ 42. Nó đạt được khi nào? Khi T trừ 2 này bằng 0. Tức là T bằng 2. Đúng không? T bằng 2 thì mình thay vào ta được điểm M. T
thay vào ta được điểm M. Như vậy điểm M lúc đó là gì? 3 5 2. Đây. Thì đó chính là đáp án gì? B. Vậy thì bài này nói chung nó tính tính toán bình thường, với chỗ này nè tính hơi dài xíu thôi. Đây. Nhưng mà lưu ý nếu mà cái đề mà người ta cho sau đó mà nó trừ nhau mà chỗ này nó ra dấu âm á thì nó sẽ không có hỏi là giá trị nhỏ nhất, mà nó sẽ hỏi là ngược lại biến bằng, thì nó sẽ hỏi là giá trị lớn nhất đó. Vậy thì cái chỗ này lớn nhất hay nhỏ nhất là tùy thuộc vào cái chỗ dấu này. Rồi thì kết thúc cái video này, nhưng mà thầy vẫn để lại cái bài này sang cái video thứ hai là các bài toán về cực trị, nhưng mà thầy sẽ giải lại cái bài này theo cái phương pháp gọi là tâm tỉ cự. Phương pháp tâm tỉ cự đó mấy em thấy một cái bất lợi này, nếu mà bây giờ thầy thay cái điểm M không phải là thuộc D nha, không phải thuộc D mà điểm M nó thuộc vào mặt phẳng đi, nó thuộc vào mặt cầu đi, thì chúng ta thấy là cái cách này chúng ta không làm được. Bởi vì chính vì M thuộc D cho nên nó tham số hóa được, nó phụ thuộc vào một ẩn đi. Chứ bây giờ M mà thuộc vào mặt phẳng thì đâu có thể tham số hóa được đâu. Bởi vì mặt phẳng nó có tới 3 biến mà. Còn nó thuộc vào mặt cầu thì còn khó hơn, đúng không? Cho nên là cái phương pháp tâm tỉ cự nó sẽ giải quyết được những cái tình huống là điểm M thuộc mặt phẳng, thuộc mặt cầu, thỏa cái điều kiện của những cái này. Tất nhiên là thuộc mặt phẳng, mặt cầu thì đường thẳng nó cũng giải quyết được. Tiếp qua cái bài toán cực trị liên quan đến tâm tỉ cự.